Ngày 7 tháng 11 và sáng 8 tháng 11 sẽ là thời điểm bùng nổ của làng bóng đá thế giới với loạt trận đỉnh cao từ nhiều giải đấu khác nhau. Nổi bật trong số đó là UEFA Champions League, với màn so tài giữa Manchester City và Young Boys tại Etihad và những cuộc đụng độ không kém phần hấp dẫn như Dortmund đối mặt Newcastle và Barcelona đối đầu Shakhtar Donetsk. Cả 3 trận đấu này sẽ diễn ra vào lúc 0 giờ 45 và 3 giờ ngày 8 tháng 11. Không chỉ có vậy, AC Milan cũng sẽ có màn chạm trán kịch tính với PSG, trong khi Atletico Madrid và Celtic cũng sẽ quyết đấu để tranh ngôi vị cao trong bảng đấu của mình. AFC Champions League cũng không kém phần sôi động với các trận cầu quyết liệt như Kawasaki Frontale đối đầu BG Batum United và Shandong Taishan gặp Incheon United. Bên cạnh đó, giải AFC Cup, Cúp Quốc gia của Trung Quốc, Ấn Độ và các trận đấu hạng nhất Anh cũng diễn ra đồng loạt, đem lại một không khí bóng đá cực kỳ sôi động cho người hâm mộ trên toàn thế giới. Đặc biệt, không thể không nhắc đến các cuộc đua tại Cúp Quốc gia Belarus và Slovakia, cũng như các màn so tài căng thẳng trong vô địch quốc gia Bulgaria. Mỗi trận đấu đều chứa đựng những yếu tố bất ngờ và kịch tính. Với lịch thi đấu dày đặc và đa dạng, các fan của trái bóng tròn sẽ có một đêm không thể nào quên.